Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bi Vốn Phạm Nhật Vượng viết tâm thư lùa gà nhà vào lò. Có thể nói chiêu bài yêu nước đã thất bại bởi những người chót yêu nước nên đã ôm cục nợ VinFast. Giờ lắm người phải ôm hận. Phải nói rằng ngay từ đầu VinFast đã dùng chiêu bài yêu nước khá thành công, tuy nhiên hãng lại bán cho khách hàng sản phẩm rất nhiều lỗi. Và đặc biệt là thái độ của nhà sản xuất với khách tiên phong đã làm hãng mất điểm trong mắt các nhà yêu nước. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng lại viết tâm thư. Vingroup là một thương hiệu tư nhân lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, đấy là thương hiệu lớn trong một nền kinh tế méo mó có tên là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Mô hình doanh nghiệp độc tài, thái độ trịnh thượng với khách hàng và hà khắc với nhân viên, nhưng vẫn phát triển tốt đẹp. Nó phát triển tốt không phải bằng cách xây dựng thương hiệu một cách bài bản như những doanh nghiệp lớn ở nước ngoài, mà nó lớn lên nhờ quan hệ với các thế lực chính trị. Vậy nên, VinFast dù là doanh nghiệp nổi tiếng của Việt Nam thì khi ra nước ngoài nó vẫn như con gà mắc tóc vì không biết xây dựng thương hiệu như thế nào cho phù hợp với cuộc chơi toàn cầu. Cho tới nay, VinFast đã đốt hàng tỷ đô la mà vẫn chưa tự sinh ra lời. Điều này cho thấy cơ hội tự đứng vững và sống bằng lợi nhuận của VinFast dường như đã cạn. Mặc dù nhiều chuyên gia kinh tế nô bộc thì ca tụng Phạm Nhật Vượng hơn người, rồi thì mua mô hình thành công của nước ngoài như là cách đi tắt đón đầu, chứ không đi từ từ từng bước một. Và thực tế cho thấy việc xây dựng thương hiệu là một việc làm căn bản cho một doanh nghiệp muốn bơi ra thị trường thế giới, thì VinFast vẫn chưa làm được. Đến nay đã 5 năm bán ô tô mà hãng vẫn còn đốt tiền như đớp dạ, thì có thể nói tham vọng của Phạm Nhật Vượng trong thị trường công nghệ đã bị dội một gáo nước lạnh. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang mơ giấc mơ thương hiệu toàn cầu. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VinGroup đã viết tâm thư gửi đến nhân viên VinGroup. Ông nói rằng VinFast là dự án kinh doanh nhưng được lập ra bởi sự sứ mệnh cao cả. Thực sự là rất cao cả, đó là xây dựng bằng được một thương hiệu Việt Nam cao cấp và có đẳng cấp trên thị trường quốc tế. Ở những bản tin trước, tờ Thời báo.de đã có bài viết về hành động của ông Phạm Nhật Vượng cho đội ngũ 400 cameramen đặt camera khắp nơi trong Vinhome City ở Hà Nội lùng bắt lỗi của nhân viên tại đây để trừ lương. Chỉ tiêu là mỗi nhân viên phải bị moi ra 600 lỗi mỗi tháng, nếu không, đội ngũ cameramen này sẽ bị trừ lương. Cách làm này của ông Phạm Nhật Vượng nhằm thay thế cho cách giảm lương. Nếu giảm lương thì nhân viên sẽ nghỉ việc. Làm cách này vừa được tiếng là có kỷ luật, đồng thời công ty cũng tiết kiệm được lượng rất lớn tiền lương nhờ tiền phạt mang về. Lần này, ông Phạm Nhật Vượng lại viết tâm thư kể lể về sứ mệnh cao cả, nhằm đánh động vào lòng tự hào ảo về sứ mệnh cao cả của công ty. Cách làm này mục đích là ngăn chặn làn sóng bỏ việc khi mà ông Vượng ngày một áp dụng các biện pháp hà khắc với nhân viên của mình. Đây là hình ảnh một cửa hàng của VinFast tại Mỹ. Tình hình sức khỏe tài chính của VinGroup hiện nay đang rất ảm đạm. Ông Phạm Nhật Vượng đang hết tiền để mua thực phẩm nên đã lùa gà nhà vào lò để mổ làm thịt, giải quyết qua cơn đói. VinGroup là doanh nghiệp tư nhân đứng hàng đầu của Việt Nam thì hoàn toàn đúng, nhưng nói tới một thương hiệu đẳng cấp thế giới thì VinGroup còn rất xa, chứ không như những gì ông Phạm Nhật Vượng cấy vào đầu nhân viên của mình. Nền kinh tế Việt Nam thì đang ê chề, những doanh nghiệp phất lên nhanh chóng với mô hình kinh doanh méo mó đã tự ảo tưởng. Sự ảo tưởng ấy bị dội một gáo nước lạnh khi xuất khẩu xe sang thị trường Mỹ. VinFast cũng mang theo tai tiếng với văn hóa hối lộ, với cách quảng cáo thiếu trung thực và không chịu đầu tư nghiêm túc vào chất lượng của sản phẩm để có thể trở thành thương hiệu toàn cầu. VinGroup nói chung và VinFast nói riêng cần phải gột bỏ chất phèn từ ao làng Việt Nam thì may ra mới có thể trụ lại được với cuộc chơi lớn. Còn vẫn giữ văn hóa chặt chất cộng sản thì giấc mơ còn xa vời lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Bí vốn Phạm Nhật Vượng viết tâm thư lùa gà nhà vào lò.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phận sinh vật cảnh Võ Văn Thưởng làm gì để tồn tại chốn quan trường hiểm ác. Độc đảng là một bộ hình mà trong đó chỉ có một nhóm người được quyền cai trị đất nước. Tình trạng này tương tự như thời phong kiến chứ chẳng khác gì bao nhiêu. Để lên được chức chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng được bậc cha chú dọn sẵn rồi đặt ông ta lên đó. Suốt đời làm chính trị không có tư tưởng gì mới, vẫn nhai đi nhai lại những gì mà thế giới đã vứt vào sọt rác từ 37 năm qua. Về khả năng quản trị không thể hiện được gì, trong khi đó ngoài xã hội thì có rất nhiều nhà quản trị tốt, không được làm một chức vụ gì trong bộ máy của nhà nước. Đây là hình ảnh tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng được ví như công tử bột vì ông ta có số hưởng, vì ông ta bất tài, vô dụng, thậm chí khả năng xây dựng nên một trụ trong chính trường, ông ta cũng không có đủ khả năng. Ông ta bám thật sát vào ông Nguyễn Phú Trọng và mọi thứ nhờ đồng chí Tổng Bí Thư dọn cỗ trò. Cũng có một thời Phạm Minh Chính nép vào sống dĩ hòa vi quý trong Ban Bí Thư với chức vụ trưởng ban tổ chức Trung ương. Nhưng rồi khi có cơ hội, Phạm Minh Chính đã bung khỏi ngôi nhà Ban Bí Thư, nhảy ngang sang chính phủ, chiếm luôn chiếc ghế thủ tướng và đẩy Vương Đình Huệ ra rìa. So với ông Võ Văn Thưởng thì Phạm Minh Chính bản lĩnh hơn, mặc dù mới đây ông Chính đang tứ bề thọ địch nhưng ông dám đương đầu, dù rằng không biết số phận chính trị của ông Chính có kéo dài được hết nhiệm kỳ hay không. Một cây bút có tiếng tại Việt Nam nhận xét cho rằng ông Võ Văn Thưởng chỉ xứng đáng với vai trò làm sinh vật kiểng để cho Đảng Cộng sản trang trí. Ông Võ Văn Thưởng không đủ khả năng dám đương đầu với sóng gió như ông Phạm Minh Chính. Hay như người tiền nhiệm của ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nếu đặt ông Võ Văn Thưởng vào vị trí đứng mũi chịu sào như chức thủ tướng, thì e rằng ông Thưởng sẽ bị những kẻ hạ bệ dễ dàng. Đây là hình ảnh quan trường hiểm ác, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã phải đi Nhật chữa bệnh và không biết đến khi nào mới xuất hiện trở lại. Vị trí chủ tịch nước là vị trí hữu danh vô thực, chức thì cao và thực quyền thì không có. Vị trí này được xem như vị trí dễ bị tấn công và rất khó phòng thủ. Nếu ai có nhiều kẻ thù mà ngồi vào chiếc ghế này thì rất nguy hiểm. Đó là một thực tế chứ không phải vì cái dớp như nhiều người vẫn đồn đại theo hướng ma mị. Ông Tô Lâm có rất nhiều kẻ thù, nếu ông ngồi lên chiếc ghế chủ tịch nước thì phúc ít họa nhiều là điều ai cũng có thể thấy. Nếu ông không thể thấy, trường hợp ông Trần Đại Quang là một sự cảnh báo rất rõ ràng cho ông Tô Lâm. Vì thế, ông Tô Lâm dường như đã chối bỏ là một cách rất hợp lý. Theo đánh giá của cây viết trên, thì ông Võ Văn Thưởng ngồi vào ghế chủ tịch nước là thích hợp nhất bởi Võ Văn Thưởng hiền lành, không gây thù, chuốc oán với ai. Ông Thưởng ít kẻ thù nhưng ngồi vào đó khó dễ bị tấn công, khó phòng thủ này thì có thể ngồi được lâu vì ông ta ít thù oán. Từ khi ông Trần Đại Quang ngồi vào thì sau đó hầu hết không ai ngồi đủ nhiệm kỳ vì bản chất nó là như vậy. Không khó để nhận ra cái lò ông Trọng dạo gần đây đốt dữ dội hơn trước. Sức nóng của cái lò này cho thấy mức độ mâu thuẫn giữa các đồng chí với nhau đang căng thẳng như thế nào tại Trung ương Đảng. Tưởng đâu thời ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đối đầu các đồng chí mới có thể thuốc nhau. Tuy nhiên khi ông Nguyễn Tấn Dũng về vườn, hiện tượng các đồng chí thuốc nhau vẫn không hề giảm đi, mà có phần khốc liệt hơn trước. Trường hợp ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đang chữa bệnh rất nặng tại Nhật Bản là một ví dụ cho thấy sự khốc liệt của nó. Đây là hình ảnh không đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng, ông Võ Văn Thưởng cũng ít bất an hơn. Hiện nay ông Võ Văn Thưởng ít kẻ thù và là người đứng dưới trướng thế lực mạnh nhất. Xem ra ông Thưởng là người ít gặp nguy hiểm nhất so với những người khác khi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước. Tuy nhiên, vì sức bảo vệ của ghế này quá mỏng manh, cũng nên e rằng ông Võ Văn Thưởng ngoài việc không động đến ai thì còn phải cầu trời nữa. Bởi ghế ông của ông Thưởng cho dù có nhiều người chê nhưng cũng có lắm
kẻ thèm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Phận sinh vật cảnh, Võ Văn Thưởng làm gì để tồn tại trốn quan trường hiểm ác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.